Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết, lễ hội truyền thống làng Ném Thượng, phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, được tổ chức theo ngư thức chém lợn tế thánh trong phòng kín, mang đậm phong tục truyền thống của xứ Kinh Bắc cổ xưa. Lễ hội chém lợn từ lâu đã trở thành nét văn hóa của người dân làng Ném Thượng, nhằm tưởng nhớ vị Thành hoàng làng, sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp hoặc tướng quân Đoàn Thượng năm xưa chém lợn nuôi quân, đồng thời cầu mong một năm mới an lành, may mắn. Lễ hội này đã có lịch sử hơn 800 năm, theo truyền thuyết được dân làng truyền kể, lễ hội được tổ chức để tưởng nhớ một vị tướng thời nội chiến, khi bị đối phương truy đuổi, vị tướng này đã dẫn quân về lánh nạn ở làng Ném Thượng. Vì không đủ lương thực, trong khi lợn rừng lại rất nhiều, nên ông đã ra lệnh chém lợn nuôi quân. Đại diện ban tổ chức lễ hội khu phố ném thượng cho biết, trong năm 2023, lễ hội làng ném thượng vẫn duy trì các nghi thức truyền thống nhưng bảo đảm thực hiện theo nếp sống văn minh, nghi thức chém lợn giữa sân đình đã không diễn ra mà ông ỉn được đưa vào khu vực kín đáo để làm thịt tế thánh. Ông ỉn năm nay do hội đồng niên sinh năm 1975 nuôi và được hai thủ đao sinh năm 1978 thực hiện nghi lễ mổ thịt. Hai ông ỉn rước quanh khu phố, sau đó được rước về sân đình làm lễ hoàn rước và được đưa vào khu vực riêng quây bạt kín. Hai thủ đao được dân làng chọn từ những gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề, khỏe mạnh thực hiện nghi lễ giết lợn. Đại diện ban tổ chức lễ hội khu phố ném thượng thông tin. Ông Nguyễn Đăng Công cho biết, những năm trước, lễ hội làng ném thượng vẫn tổ chức nghi lễ chém lợn giữa sân đình trước sự chứng kiến của nhiều người gây phản cảm và có nhiều tranh luận. Từ năm 2016, để chấm dứt tình trạng trên và đảm bảo yếu tố truyền thống, hai ông lợn đã được đưa vào khu vực kín, được quê bản giết thịt tế thánh, chứ không chém lợn ở giữa sân đình như trước. Năm 2024, lễ hội làng ném thượng vẫn duy trì các nghi thức truyền thống, nhưng bảo đảm thực hiện theo nếp sống văn minh. Phấn khởi vì được đại diện cho gia đình nuôi lợn, ông Nguyễn Thanh Cường ở khu phố Thượng, phường Khắc Niệm cho biết: Khi được chọn đến nuôi lợn tế thánh thì khoảng tháng 8 năm 2023, gia đình chúng tôi cùng các cụ trong làng đã đi chọn lợn, lợn nuôi phải to đẹp không có khuyết tật. Về đến nhà, lợn được chăm sóc đặc biệt vì đây là việc cả đời mới được làm một lần. Sau hơn 5 tháng chăm sóc, ông lợn của gia đình tôi lớn nhanh và nặng 195 kg cũng như gia đình ông Cường, gia đình ông Trần Văn Khanh, sinh năm 1978, cảm thấy rất vinh dự khi được chọn làm thủ đao, mổ lợn nấu cỗ Ngọc tế Thánh. Ông Khanh phấn khởi nói, tôi và anh Độ được đại diện cho đồng niên sinh năm 1978 làm thủ đao, giết lợn nấu cỗ Ngọc. Chúng tôi rất vinh dự vì để được chọn làm thủ đao thì gia đình phải yên ấm, không điều tiếng, không vi phạm quy định của làng, pháp luật, nhà nước, con cháu ngoan ngoãn lễ phép. Sau khi hành lễ và đưa rước quanh làng, đến 11 giờ 30 phút, đoàn rước trở về đình làng để thực hiện các nghi lễ tế thánh. Hai ông lợn được đưa vào khu vực nhà bạn để làm cỗ ngọc tế thánh. Bên cạnh nghi lễ truyền thống, phần hội còn diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ độc đáo, hát quan họ dưới thuyền, trò chơi dân gian như trò đánh đu, thi nấu cỗ ngọc.